57 tuổi, ung thư buồng trứng mới lan đến tử cung thôi, thì có nên mổ không? Thì ung thư buồng trứng lan đến tầng trên ổ bụng, người ta vẫn phải vẫn phẫu thuật, và sau đó là sẽ hóa trị sẽ sau phẫu thuật chứ không phải đồng thời với phẫu thuật đâu. Ý kiến của gia đình là muốn là hỏi xem là có nên chỉ hóa trị thôi, vì sợ là phẫu thuật thì khiến u lan nhanh hơn. Thì như thế này, người ta chỉ điều trị hóa chất, tức là hóa trị trước khi mổ trong những cái trường hợp mà khối u quá lớn, mà bệnh nhân thì sức khỏe quá yếu, không thể phẫu thuật được, thì người ta có thể điều trị hóa trị, người ta hóa trị. Sau đó, sau 3 đợt khối u giảm nhẹ, giảm bớt đi, sức khỏe thể trạng bệnh nhân tốt hơn thì người ta sẽ phẫu thuật. Và chỉ nếu chỉ hóa trị đơn thuần thì không đủ, bởi vì chúng ta không thể loại bỏ được hết tế bào u ở trong ổ bụng bằng hóa trị đâu. Và cái phẫu thuật đấy nó còn giúp ích cho là hóa trị được tiếp cận được đến các tế bào u ở trong ở phần trung tâm của các khối u tốt hơn, bởi vì chúng ta biết rằng là ở trong ổ bụng thì ngoài những cái mạch máu nuôi u ở thì nó còn để mà thấm sâu được các cái thuốc hóa chất vào các tế bào ở xa các cái mạch máu đó, thì chúng ta cần phải phẫu thuật để cho nó cái khoảng cách đấy nó gần lại. Thì với lại cái lượng u đó ở trong ổ bụng nó ít hơn lượng u của lượng tế bào ung thư buồng trứng ở trong ổ bụng ít hơn, thì cái cơ hội nó đáp ứng với hóa trị cũng tốt hơn. Và người ta đã nghiên cứu thấy rằng như này là những cái trường hợp mà cắt được càng nhiều khối u còn lại càng ít, ví dụ người ta gọi là phẫu thuật để công phá u được tối ưu, tức là kích thước u còn lại ở trong ổ bụng thì còn dưới 0,5 cm, một số nữa dưới một số nhưng mà dưới 0,5 cm, là thì cái thời gian sống của bệnh nhân tốt hơn. Và người ta chứng minh là làm việc phẫu thuật đó đã không làm cho bệnh phát triển mạnh hơn. Vậy thì chúng ta phải an tâm và điều trị theo cái phương pháp chính thống. Đó là câu hỏi cho mình. Chào Thu Thảo nhé. Đúng là mình cũng thấy rất là nhiều, trong mình làm mười mấy năm trong nghề thì cũng rất là nhiều bạn đến hỏi mình là cứ sợ là phẫu thuật là đụng dao kéo thì nhanh chết hơn. Thế xin thưa với bạn, cái đấy, cái khái niệm đấy hoàn toàn là sai lầm. Tức là khi mà anh điều trị đúng bài bản theo giai đoạn, và anh điều trị đúng theo theo từng cái chỉ định của phẫu thuật, thì và sau đấy anh còn điều trị được bổ trợ nữa, thì rất nhiều các cái nghiên cứu cả tại Việt Nam cũng như trên thế giới thì là cái thời gian sống thêm và cái chất lượng sống của bệnh nhân là cao hơn rất nhiều, đặc biệt là trong ung thư buồng trứng. Thì trong ung thư buồng trứng thì mình cứ nói nôm na để bạn hiểu rằng ví dụ như là cái khối u to như cái tảng đá to đùng ấy, thì cái hóa chất nó vào tan thì nó sẽ tan chậm hơn so với việc các cái khối u nó bây giờ sau khi mình đã mổ hết rồi chỉ còn các cái khối u nhỏ xíu xíu bé tí khoảng 1 đến 2 mm thôi, thì cái hóa chất nó vào thì nó sẽ tan được nhiều hơn nữa. Đấy, bạn cứ hiểu nôm na là như vậy. Thế cho nên là trong ung thư buồng trứng thì phác đồ mà chuẩn đến thời điểm này mà bây giờ bạn được chẩn đoán ra bệnh thì vẫn tốt nhất là bạn nên mổ trước, công phá làm giảm tổng thiểu khối u, tức là sau mổ gần như là khối u trong ổ bụng bạn còn là trên đại thể mắt không nhìn thấy và vi thể có thể là lấm tấm gì đấy, xong là bạn chuyển hóa chất thì cái tác dụng nó sẽ là tối đa, làm sao giảm được rất nhiều các cái tế bào ung thư trong cơ thể của người nhà bạn thì hiệu quả nó sẽ cao hơn, thời gian sống thêm cao hơn, chất lượng sống cũng sẽ tốt hơn. Cảm ơn bạn.